Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ hai cháu gái bị thất lạc tại đường Đông Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Theo công an, nghi phạm là Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi quê Tiền Giang, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh đã bắt cóc hai cháu gái NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi. Làm việc với công an, Vi khai nhận đã dùng đồ ăn tiền để dẫn dụ hai cháu đi theo mình. Để tránh bị phát hiện, Vi đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng. Vi dẫn dụ hai cháu từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi theo mình đến quận 8. Sau đó Vi đón xe công nghệ, chở các cháu về căn hộ của mình ở trung cư Sài Gòn Pearl, phường 22 quận Bình Thạnh. Tại trung cư này, Vi tiếp tục sử dụng đồ ăn để dụ các cháu ở nhà mình. Quá trình này vi không đánh đập hay có bất cứ hành vi sử dụng vũ lực nào nạn nhân, vi còn khai thực hiện hành vi một mình không có người giúp sức. Ngay trong chiều 8 tháng 4, công an quận 1 đã bàn giao hai cháu gái trong sự vui mừng khôn xiết của người mẹ. Một nguồn tin khác cho hay, tại cơ quan công an, nghi phạm Nhật vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng vì chưa có con nên muốn bắt cóc hai đứa trẻ nói trên về nuôi. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ về lời khai của nghi phạm Nhật Vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của cô gái 21 tuổi trong vụ bắt cóc này. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Buôn Đôn, khi em đang tham gia tiết học thể dục. Đó là em HBAI, 13 tuổi, chú Buôn Rách, xã Ea Hua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc xác nhận, một nữ sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong vừa tử vong tại bệnh viện. Theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, nữ sinh đã gục xuống trong tiết học thể dục và nhanh chóng được thầy cô đưa đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện Buôn Đôn nhưng không kịp. Chúng tôi đã báo sự việc với cơ quan công an, nguyên nhân tử vong của nữ sinh chưa được kết luận. Phòng giáo dục đào tạo đã yêu cầu nữ giáo viên dạy thể dục làm bản tường trình chi tiết vụ việc và đang chờ nhà trường báo cáo lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo thông tin. Theo một lãnh đạo trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, sáng nay lớp 7A có tiết học thể dục. Thời điểm này, em HBAI mới khởi động được một lúc đã bất ngờ ngã xuống đất, bất ngờ gất xỉu. Được giáo viên thể dục cùng một số bạn dìu vào phòng y tế chăm sóc và sơ cứu ban đầu. Sau đó, em được ban giám hiệu và một số thầy cô đưa đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Buôn Đôn cấp cứu nhận thấy em HBAI có diễn tiến xấu. Các y bác sĩ tại đây đã chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị, nhưng HBAI tử vong trên đường đi. Được biết, trong gia đình HBAI có 8 anh chị em, kinh tế rất khó khăn. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Hùa cùng các ban, ngành, đoàn thể, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự cho em HBAI. Trước đó, tháng 9 năm 2023, một nữ sinh lớp 9 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng đã ngã gục trong tiết học thể dục môn chạy bền, nữ sinh này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Mới đây, 23 em học sinh lớp 4 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cam lộ xuất hiện triệu chứng đau họng, buồn nôn, đau đầu, khó thở. Các em học sinh được đưa đến trung tâm y tế huyện Cam lộ để thăm khám. Sau đó, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị cử cán bộ phối hợp cùng đơn vị liên quan lấy mẫu nước gửi đi kiểm nghiệm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo lực lượng chức năng, tìm hiểu nguyên nhân đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế tập trung thăm khám, điều trị cho các em. Tối ngày 7 tháng 4, ông Hoàng Đình Ấn, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, đã gửi mẫu nước đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân khiến 23 em học sinh trên địa bàn bị ngộ độc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ cho biết, trong 23 em học sinh vào trung tâm y tế thăm khám, có 19 em được về nhà vào sáng hôm sau, còn 4 em vẫn mệt nên tiếp tục ở lại thêm một ngày để theo dõi. Hiện sức khỏe tất cả các em ổn định bình thường huyện chỉ đạo các đơn vị động viên gia đình và các em để ổn định tâm lý. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ông Đỗ Văn Hùng cho biết, nguyên nhân ban đầu nghi ngộ độc do có em học sinh bỏ vật đồ chơi vào bình nước uống dùng chung. Tuy nhiên, để xác định rõ chất gì trong đồ chơi bỏ vào bình nước uống phải chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nước của viện Pasteur Nha Trang. Những trường hợp các em vào bệnh viện bây giờ đã ổn rồi, nguyên nhân do có em bỏ vật gì đó vào bình nước uống dùng chung, các cháu nhỏ cũng nghịch ngợm chứ không có tác động bên ngoài, hiện đang gửi mẫu đi xét nghiệm nên phải chờ kết quả mới có kết luận. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã có báo cáo ban đầu vụ cháu NXM, sinh năm 2019, ở thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu tử vong bất thường tại một phòng khám ở thị xã Sông Cầu. Theo báo cáo Trước đó ngày 5 tháng 4, cháu M có dấu hiệu đau bụng nhưng chưa đến cơ sở y tế để khám điều trị. Đến sáng ngày 6 tháng 4, gia đình đưa cháu M đến khám tại phòng khám tư nhân của một bác sĩ ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu để điều trị. Tại đây, vị bác sĩ này khuyên người nhà đưa cháu M nhập viện nhưng gia đình tiếp tục đưa cháu đến một phòng khám khác để khám. Sau khi khám xong, gia đình đưa cháu M về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 15 phút sau khi về, cháu M lại có dấu hiệu đau ở vùng bụng và người nhà tiếp tục đưa cháu M đến phòng khám tư nhân của bác sĩ NVP ở thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh để khám. Tại đây, bác sĩ P có khám và xử lý thuốc, kết thúc điều trị và cho cháu M về. Khoảng 15 phút sau khi về, cháu M có dấu hiệu bất thường nên gia đình đưa cháu trở lại phòng khám bác sĩ P. Bác sĩ P tiếp nhận và cứu chữa nhưng cháu M nguy kịch trong quá trình nhận tin trung tâm y tế thị xã sông cầu có điều phối một xe cấp cứu và kiếp trực cấp cứu đến nhưng cháu m đã không qua khỏi sau khi nắm bắt thông tin cơ quan chức năng thị xã sông cầu cũng đã đến hiện trường để làm việc với bác sĩ p và tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến quá trình khám điều trị cháu mờ theo báo cáo gia đình cháu m đã cảm thông sự việc không may xảy ra tại phòng khám của bác sĩ p hai bên thống nhất thỏa thuận là không mổ khám nghiệm được biết cả 3 phòng khám tư nhân của các bác sĩ nêu trên đều được cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Phú Yên, hiện Công an thị xã và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Sông Cầu đang làm rõ vụ việc. Năm 2017, cô gái dân tộc Giao Phượng Mùi Mấy xuống Hà Nội học đại học, ngành công nghệ thông tin, hoàn cảnh gia đình khó khăn cô phải làm thêm kiếm tiền đóng học phí tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá mấy dễ dàng tìm được công việc nhân viên văn phòng tuy nhiên mức lương ở đây không đủ trang trải mấy quyết định nghỉ làm về quê tìm cơ hội về hà giang mấy yêu và lấy một chàng trai cùng quê thế nhưng cả hai chia tay khi mấy mang thai dù đang mang thai nhưng ở quê không có thu nhập mấy đành xuống hà nội làm shipper cô chạy xe giao hàng đến cận ngày dự sinh để dành được ít tiền cô về quê sinh con Sinh con được 3 tháng, mấy đưa bé về lại Hà Nội để tiếp tục làm shipper. Ban đầu mẹ và em họ đi theo chồng cháu giúp cô. Đến khi bé được 10 tháng tuổi, cô gửi con cho nhà trẻ tư để đi làm. Công việc của mấy bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 23 giờ đêm. Vì có con nhỏ, mấy không nghĩ đến chuyện xin công việc văn phòng cho ổn định, cô vẫn chọn gắn bó với nghề shipper để có thời gian chăm con. Những hôm con ốm mệt, cô có thể nghỉ làm mà không bị gò bó. Từ 7 giờ đến 16 giờ hàng ngày, mấy gửi con ở nhà trẻ, sau đó cô đón con về nhà tắm rửa cơm nước. Đến 18 giờ, cô lại chở bé đi theo giao hàng. Lúc bé còn nhỏ, mấy điệu con trước ngực. Khi bé cứng cáp hơn, cô mua chiếc ghế nhỏ cho con ngồi. Bé gái một tuổi dường như hiểu được nỗi khổ của mẹ. Bé ngoan ngoãn hợp tác ít khi quấy khóc buồn ngủ. Bé tự đầu vào bụng mẹ thiếp đi một chút. Đủ giấc, bé thức dậy chơi, bập bẹ tập nói cùng mẹ. Thấy mấy chở con gái nhỏ theo cùng, khách hàng ngạc nhiên, ôi, em cho cả bé đi à, thương quá. Họ chọn cách tiếp cho mấy năm đến 10.000 đồng để động viên. Để lưu lại hành trình gian khó của hai mẹ con, mấy thường quay các clip nho nhỏ và đăng trên trang cá nhân. Bất ngờ những clip này được cộng đồng mạng chú ý. Tính đến, đến nay, mẹ con mấy dòng ruổi mưu sinh bên nhau đã được 4 tháng. Đôi lúc mệt, mấy ứa nước mắt nhưng nhìn con cô lại vui. Cô tự nhủ cố gắng kiếm tiền rồi học thêm một nghề ổn định. Khi đó mẹ con không phải theo nhau vất vả như bây giờ.